Tiếp tục series tổng quan sẽ là một tổng hệ có thể giúp anh em up cấp và đánh flexible ở mùa mới cực kỳ dễ dàng. Đến ngay cả cái tên cũng mang dòng dõi quý sở tộc phù hợp với vị thế, đó là Long Vương. Cùng cả phiên nhân phẩm đến ngay với video để xem nó có gì mà được đánh giá cao như thế nhé. Anh em lưu ý, các thông số trong bản thử nghiệm BB chỉ mang tính tham khảo, chúng sẽ còn thay đổi mỗi ngày đến khi ra mắt chính thức. Giờ thì anh em mình vào việc. Sau 8 giây giao tranh, Long Vương sẽ công kích bản đấu, gây sát thương chuẩn lên kẻ địch và tăng tốc đánh cho toàn bộ đồng minh đến hết giao tranh. Long Vương có 4 mốc, 2, 3, 4, 5. Mốc 2, 5% sát thương, 12% tốc đánh. Mốc 3, 10% sát thương, 25% tốc đánh. Mốc 4, 12% sát thương và làm choáng trong 1,5 giây. Mốc 5, 18% sát thương, 45% tốc đánh. Tiếp theo, chúng ta cùng điểm mặt các thành viên của Long Vương. Janna, 2 vàng, Long Vương, thuật sĩ. Ba lá chắn cho hai đồng minh thấp máu nhất trong 4 giây, sau đó gây sát thương phép lên hai kẻ địch gần nhất. Tộc này tuy ít nhưng mà lít, tất cả các tướng đều có khả năng carry. Đến ngay Janna 2 vàng, nghe búp lá chắn cứ nghĩ chỉ mang vai trò support, nhưng sau đấy còn gây sát thương phép, kích hoạt Long Vương gây sát thương chuẩn nữa thì khó mà đỡ. Anh em có thể dùng cô theo hai cách. Một là reroll ở cấp 6 để lên 3 sao rồi cho carry luôn. Hai là cầm đồ tạm, dép ở early. Nhưng nhắc anh em luôn là không còn được khỏe như trước đâu. Vì giờ lá chắn cô bắp cho đồng minh đã không còn mặn mà do đợt update vừa rồi. Diana, 3 vàng, Long Vương, hiền giả. Hồi lại máu và tạo vùng thánh địa một ô xung quanh Diana trong 4 giây. Được giảm 30% sát thương từ kẻ địch bên ngoài vùng. Khi thánh địa đang tồn tại, đòn đánh Diana gây thêm sát thương phép. Diana là một dạng tướng đỡ đòn, tuy nhiên với cơ chế Long Vương kết hợp những đòn đánh trong vùng thánh địa thì cô lại vô tình gây được sát thương không hề nhỏ. Chính vì thế, update mới đây đã phải điều chỉnh, giảm cả giáp ảo và đam từ kỹ năng của cô. Tuy nhiên, nếu có nâng cấp quyền năng phi thường thì anh em vẫn có thể dùng Diana carry cực tín, vừa ly đòn mà đánh cũng siêu rát với combo hai quyền năng cộng cuồng đao. Mang trên mình tộc thứ hai là Hiền Giả, cô sẽ liên kết các tướng như Zira, Morgana và Ngộ Không. Zira không phải quan trọng, Morgana cho hiệu ứng tê tái. Nhân vật đặc biệt phải chú ý là Ngộ Không. Vì từ đây, ta có một dây chuyền kích hệ có thể kẹp vào rất nhiều đội hình. Diana và Ngộ Không là hai hiền giả, cung cấp cho các tướng hai hàng trên khả năng hút máu, hai hàng dưới thêm AP. Ngộ Không và Soraka kích hai thiên cung. Ngộ Không cho team tốc đánh, còn Soraka cho team AP. Song Soraka lại có quan hệ mật thiết với Rakan, cũng là một Long Vương với tộc quý nhân. Hồi máu cho đồng minh thấp máu nhất bằng 15% sát thương họ gây ra, đồng thời cả đội nhận thêm giáp kháng phép. Từ đó, ta có bộ tứ siêu đẳng, không những kích hệ cực đẹp mà còn cho cả team rất nhiều thứ. Lee Sin, 4 vàng, Long Vương, song đấu. Tung cước khiến mục tiêu hồn siêu phách lạc, gây sát thương vật lý, 30% phá mana và làm choáng. Kẻ địch va trúng hồn phách cũng nhận sát thương vật lý. Lee Sin nhận lá chắn trong 3 giây. Đúng như cốt truyện, Lee Sin là bậc thầy võ thuật cổ truyền, sử dụng tinh hoa loài rồng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Không còn là cụ Lee sục chéo ngày nào nữa, giờ Lee Sin có thể sút vỡ mồm bất kỳ kẻ nào cản đường. Sâu chuỗi kết hợp kỹ năng và tộc hệ với nhau, ta có một vị tướng tung cước liên tọi nhờ hệ song đấu. Sát thương dồi dào từ kỹ năng Vũ Điệu Long Thần, sát thương chuẩn gây thêm từ Long Vương nên không ngán tranh là mấy. Kèm đó là hai hiệu ứng khó chịu, phá mana và choáng. Vẫn chưa hết, công thủ toàn diện khi còn có lá chắn. Cho nên, Lee Sin là tướng 10 điểm, không nhưng. Đặc biệt, nếu cho anh đi cùng bộ tứ siêu đẳng vừa kể lúc nãy thì hết nước chấm. Hay đơn giản hơn, anh em có thể build Lee Sin đi cùng nhiều song đấu, cho Tristana làm carry tầm xa. Rakan, 5 vàng, Long Vương, tình nhân, quý nhân. Lướt vào khu vực đông kẻ địch nhất và gây sát thương phép lên các kẻ địch trong phạm vi 2 ô. Nhận lá chắn với mỗi kẻ địch trúng chiêu trong 2 giây và giảm sát thương của chúng trong 4 giây. Với hệ tình nhân thì Saya Rakan là tướng 2 trong 1 đầu tiên của đấu chân chân lý. Nếu muốn lấy tranh thì chỉ phải đặt ở hai hàng trên, Rakan sẽ xung trận. Ngược lại, nếu lấy sát thương thì xếp hai hàng dưới. Nhưng ta sẽ thấy người chơi hay dùng Rakan hơn đúng không nào? Lý do đơn giản đó là Rakan nằm trong bộ tứ siêu đẳng mà trước đó mình có nhắc nên kích hệ sẽ nét hơn. Chính vì được dùng nhiều như thế
nên cũng như Janna và Dyna, Rakan cũng đã bị nấp AD, mana, sát thương gây ra và cả lá chắn. Với cơ chế tung chiêu vào nơi đông nhất, thì anh em có thể dồn cho Rakan các đồ hiệu ứng như bùa đỏ, giáp lửa, quỷ thư, giáp vai, nỏ sét, rất ngon. Saya, 5 vàng, Long Vương, Tình Nhân, Xạ Thuật Sư. Phi Long Vũ về phía 4 kẻ địch gần nhất, mỗi chiếc lông gây sát thương vật lý, sau đó triệu hồi lại Long Vũ, gây sát thương vật lý lên các kẻ địch chúng bay qua. Lúc đầu, Saya không được tin dùng nhiều như các tướng vừa kể, nên cô đã được bắp mana và sát thương thu lông để tín hơn trong việc kết liễu kẻ địch. Muốn dùng cô thì ta chỉ việc build cùng các Long Vương khác như Janna, Dyna, Lee Sin. Ngộ Không kết hợp hai hiền giả là Zira và Morgana. Morgana sẽ đóng vai trò làm tê liệt và cầu máu đối phương, cho Saya rút lông, dứt điểm và quét sạch. Hãy xếp Saya cùng bên với chủ lực địch, vì khi báo tranh xong thì các phi lông tiếp theo sẽ phóng đến mục tiêu gần nhất. Vậy là đã điểm xong các kỹ năng cùng sức mạnh từng tướng. Sau đây là một số ưu nhược điểm cũng như mẹo, hay nói cách khác là lời khuyên khi chơi Long Vương. Ưu điểm đầu tiên dễ thấy đó là Long Vương giống như một bộ khung chuẩn, có thể kết hợp với rất nhiều tướng rẻ cũng như đắt tiền. Janna kết hợp được với các thuật sĩ như Kog'Maw, Alun, Velette đổi đồ cho Lilia hay xịn hơn thì Azir. Dyna, Soraka, Rakan, Ngộ Không sẽ là nền móng để anh em phát triển bài đấu. Bộ tứ này sẽ kích hai hiền giả, hai Long Vương, hai Thiên Cung, hai Quý Nhân, phù hợp cho mọi đội hình khi anh em lên cấp. Kẹp thêm Riven lấy Quý Nhân. Hiền giả với sự kết hợp của Zira, Dyna, Morgana và Ngộ Không cũng sẽ kết hợp được với mọi loại đội hình. Lee Sin được hưởng lợi khi có thể làm carry chính, cũng có thể làm nô lệ kích hệ cho Irelia có đất diễn. Ưu điểm tiếp theo đó là hiệu ứng Long Vương quá ngon. Cả team được tăng tốc đánh, Long Vương còn gây thêm sát thương chuẩn nữa, khiến tộc này đang có phần nhỉnh hơn. Chưa hết, khi anh em kích được mốc 4 thì Long Vương xuất hiện còn làm choáng nguyên sàn trong 1,5 giây nữa, phải gọi là siêu khó chịu. Tuy nhiên, vì có thể đánh flex mát tay như thế nên các Long Vương sẽ bị bắt về rất nhiều, dẫn đến tranh giành tướng khó khăn trong việc roll. Nhược điểm tiếp theo đó là vừa bị Riot sờ gáy, giảm từ tướng cho tới tộc hệ luôn. Tiếp theo là một số mẹo nhỏ khi chơi Long Vương. Đầu game đánh quái mà ra Dyna thì anh em đừng bán vội. Không cần kích hệ thì cô cũng đủ để tranh đầu trận rồi. Cô cũng sẽ là cơ sở để anh em phát triển đi lên từ bộ khung Long Vương. Và đừng quên, nâng cấp đánh nhau siêu mạnh cho các Long Vương đó là bước vào Long Đạo. Sau khi dùng tấn công, Long Vương gây thêm 20% sát thương chuẩn, nhận một Janna. Phần cuối cùng là một số đội hình nên dùng với Long Vương. Janna Carry. Đội hình đầy đủ gồm Janna, Zira, Riven, Dyna, Annie, Lee Sin, Galio và Rakan. Điều kiện để anh em hướng đến sẽ là Janna xuất hiện nhiều, có đồ phép, có nâng cấp bước vào Long Đạo hay ấn Long Vương từ sớm. Bên cạnh việc roll Janna 3 sao thì anh em cũng cần kiếm Zira 3 để phụ đam. Nếu không có thì up cấp thêm Morgana hoặc Lilia bổ sung sát thương. Dyna Carry. Như đã nói, Dyna sẽ thích hợp làm carry khi có nâng cấp quyền năng phi thường. Vì cô 3 vàng nên sẽ thích hợp roll ở 7 hoặc 8 nếu nhiều máu. Đầu game dùng Janna, Zira hoặc Soraka cầm đồ tạm cho Morgana. Đội hình gồm Janna, Zira, Soraka, Dyna, Morgana, Lee Sin, Annie, Ngộ Không và Rakan. Về trang bị có hai lưu ý, đó là cần đồ giảm kháng phép như nỏ sét, dao điện và không cần đồ giảm hưu vì đã có Zira và Annie. Soraka Carry. Soraka dù không phải Long Vương nhưng cũng được flex vào với sự hiện diện của Dyna và Janna. Line up có Riven, Janna, Nico, Soraka, Dyna, Alun và Silas. Còn đánh up cấp thì muôn hình vạn trạng. Có thể kẹp Long Vương đi cùng bộ đôi Coco Dương Quá mùa 11 là Morgana và Kain, cùng Riven, Zira, Dyna, Soraka, Galio, Ngộ Không và Rakan. Xong đầu Lee Sin với Yasuo, Quiana, Dyna, Tristana, Volibe, Lee Sin, Irelia và Ngộ Không. Hai anh em cũng có thể dùng luôn combo các tướng kích hệ thành một team. Riven, Zira, Dyna, Soraka, Morgana, Ngộ Không, Rakan, rồi thêm Galio lấy đấu sĩ, sử gia là xong, với Soraka và Morgana carry. Và đó là tất tần tật về Long Vương, ưu nhược điểm cũng như một số đội hình xoay quanh. Anh em nào đang hóng mùa mới mà chưa có cơ hội trải nghiệm thì đây chắc chắn là một video bổ ích, đúng không nào? Chắc chắn vẫn còn nhiều điều chỉnh sắp tới. Khi ra mắt chính thức, chúng mình sẽ tổng hợp lại cho anh em.
Vì thế đừng quên một like, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các thông tin mới nhất nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.